Chào các bạn, trên tay mình đang cầm đây là chiếc điện thoại VMAX B3. Nó bị bật cái thắt bát đó. Hồ Thiện Tâm. Thắt bát là để dành cho người khiếm thị á. Bấm vô nó chỉ nói tiếng không. Đó. Đã chọn 11 giờ. Bạn bấm không được ha. Bây giờ mình chia sẻ với các bạn cái cách khắc phục ha. 11:21. Bút lên để mở các khóa. Các bạn dùng hai ngón tay mới bút được. Các bạn dùng một ngón tay cũng được ha. Dùng hai ngón tay nè. Mở. Đã mở hơi khóa khó xuống các bạn launcher, chịu khó đồng khó hồ lắm. Số các bạn dùng ở trên các bạn vuốt xuống còn hai tay luôn nha. Đó, một ngón là cài đặt được. Nhanh 11:21 các bạn bấm vào bánh răng nè, nút để bấm đường cái là để chọn nhấn hai cái đó, nhấn hai cái cài đặt tìm kiếm cài đặt bạn dùng hai ngón tay vuốt xuống bảo mật. À. Pin thông tin pin 13/23. Hỗ trợ tiếp cận. Hiển thị chọn cái hỗ trợ tiếp cái. Cận. À. Hỗ trợ tiếp cận. Các bạn thấy chữ khách bác không? Hướng lên trên nút ngoài danh các bạn sách. Chọn vào đây. Nhấn nút bấm hai cái. À. Talk back. Điều hướng lên sử trên. Sử dụng dịch vụ đã bật. Ngoài danh sách. Các bạn bấm vô một cái. Bật nút chuyển. Chọn hai cái. Dừng talk back. Chọn ok. Ok. Nè. Nhấn nút bấm để kích hoạt. Bấm hai cái. Tóc bát tắt. Đó, đã tắt đó. Để các bạn bấm bình thường nữa ha. Nè. Vuốt bình thường. Ok. Xong. Nhớ là các bạn dùng hai ngón tay nha, vuốt cẩn thận chứ vuốt từ từ nhẹ nhẹ thôi là được ha. Rồi, vậy là xong nữa các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này ha. Chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn thành công.